Sản phẩm mang đến chỗ hội thảo này thì chúng tôi mang đến cái sản phẩm là cái máy bơm chuối Tactical 3000. Đây là cái sản phẩm của chính công ty sản xuất và phân phối ở thị trường Việt Nam. Máy băm chuối đa năng Tactical 3000 được sử dụng để băm các loại rau, củ quả, thân cây ngô, củ sắn, cây cỏ voi, đặc biệt là cây chuối v.v. làm thức ăn cho cá, cho gia súc như trâu, bò, lợn, dê, heo, cho gia cầm ăn như gà, vịt, ngan, ngỗng, đà điểu, các loại chim. Tận dụng nguồn thức ăn có sẵn. Cái này là cái gì? 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 Cái này là cái g